to cho bao nóng thương nhà. Đứng sân bay về bao nhau như đang đóng mưa nhà. Mấy nắng đôi mùa hè nắng chơi bóng sập nhà. Chiếc trái gì đập thật cắm phát ra tấm lòng. Mặt sáng như làm từ cát luôn lên, những chiến binh không giấu mát cung tên. Mục tiêu làm lứa đội khác vươn lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên. Những tiếng reo vang đang làm nóng sân vườn, trong lòng khán giả là nơi đóng quân yên. Mùa hè nắng cháy không cần bóng râm ừ, có tập mạnh ta ra sóng âm ừ. Một trận đấu cũng như là cuộc đời, có người đè người che và người kéo. Hành trình đi thực hiện giấc mơ, phải thật bền, phải tin và thật khéo. Đối thủ cũng như là người tình, bám theo mình theo cách để vấn vương. Nhưng người tình thì mong cho mình khỏe, còn đối thủ thì muốn mình chấn thương. Cuộc đấu cũng như là cuộc đời, trong cuộc đời không có nhiều cơ hội. Nắm bắt kịp thời không nên chậm không nên vội. Đừng bao giờ quên bên cạnh mình là đồng đội. Không được cùng tiến, đây là cuộc chiến. Không thể nào thắng nếu anh em mình chơi tròi. Chính xác là trận chiến, đánh thức lên cao, đánh xếp lá cà. Đã có thắng có thua, có đã hòa. Ngủ thắng đi, bỏ đêm, mỗi chiếc thắng ngọt em ướp lá trà. Đôi khi nét đẹp hiện ra khi mà người cô gái đen thui. Vinh quang chờ người đón lấy trong vòng 16 mét 50. Mong cho lần này thắng toa, để đi hết đêm không cần đánh đo. Dù mọi lần đi khuya bị mắng, hôm nay sang đầy được vợ bánh cho. Đêm nay sao nó nạ nắm, đêm trói trang như nà nắng toa. Là một ngày sống bằng tình cảm, quên đi hết muộn phiền lắng lo. Rồi bà con cầm nồi và son, gó bong bong mọc cả nồi. Nhiều chị em mà thắm môi son, mấy đứa bé lon ton la quá trời. Đoạn đường đông đao nước thanh niên đang bóp còi. Nhiều dân chơi đưa đến nóc ô tô, vài ông Tây nói tiếng lơ lơ. Cờ Việt Nam anh đi báo xin đêm, đo được góc trời. Tầng thấy gai nóng từ trái bóng, tuyến giữa như thuyền đang lái sóng. Hai cánh bó chặt như cái còng, hàng công lạnh lùng ngầm tay công. Đối phương mặt tái nhợt, có huy chương không được cái vợt. Tiến ra, ghi bàn, tiếng ca, huy hoàng. Tầng thấy gai nóng từ trái bóng, tuyến giữa như thuyền đang lái sóng. Hai cánh bó chặt như cái còng, hàng công lạnh lùng ngầm tay công. Đối phương mặt tái nhợt, có huy chương không được cái vợt. Tiến ra, ghi bàn, tiếng ca, huy hoàng. Họ thật tỏ cho vang nóng sơn nhà. Đứng sát vai về vào nhau như đang nắng quần nhà. Dưới nắng môi mùa hè ta không che bóng râm nhà. Những trái bùn thật thật đang phát ra sớm ớt. Ai cũng có khát vọng trong đời, từng ngày nuôi mơ ước luôn tuyệt vời. Giờ là lúc vẫn mơ bất xa, mồ hôi lấp lánh những sao trời. Giờ là sống lên thành hoa hồng, bên đời những phút đã càng nhìn rồi. Chạy thật nhanh trong tiếng giao ca. Anh hôn lên, họ thật tỏ cho vang nóng sơn nhà. Đứng sát vai về vào nhau như đang nắng quần nhà. Dưới nắng môi mùa hè ta cũng che bóng râm nhà. Những trái bùn cảm phát ra sấm ập nhà. Nếu anh nói là Việt Nam vô địch, em đừng nên cố để mà phản biện. Nếu như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm, mong em trật tự như một người thủ thư. Lời em nói theo thống kê xác suất chỉ là một phần trời biến anh thành người vũ phu. Ở trên mạng anh là phe ôn hòa, được đi về nhà anh là phe bảo thủ. Lúc bình thường thì em là chủ nhà, nhưng khi nổi coi phải sẽ tên đội chủ. Sắc tự vì nó đại lâm mộc, nhưng xem bóng đá là lửa dễ lan. Em mà chứng tính anh sẽ từ một cậu bé hóa thân thành lực lượng vũ trang. Sắc tự vì nó đại lâm mộc, nhưng xem bóng đá là lửa dễ lan. Em mà chứng tính anh sẽ từ một cậu bé hóa thân thành lực lượng vũ trang.